Em thành cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi. Dạ kính bạch thầy, như chúng con là những người phàm phu tục tử, thành ra là cái việc bước đầu học đạo mà phải đoạn trừ ái dục thì rất là khó. Mà con nghĩ là khi mà mình đã cố gắng đè nén hay là ức chế nó thì nó sẽ có cơ hội sẵn sàng bộc phát rất là mạnh, thưa thầy. Dạ thưa thầy, xin thầy chỉ cho chúng con một số phương pháp cụ thể nào để mà chúng con có thể ngăn chặn nó, không cho nó phát sinh được, thưa thầy. Cái câu hỏi này cũng lại là một cái câu hỏi khó nữa. Không biết thì nếu một cái dịp nào đó thì quý khán thính giả cùng với chúng tôi để góp phần gửi thư về hoặc là gọi điện thoại về để cùng với nhau giải quyết những cái câu hỏi này. Cái câu hỏi này rất là khó đối với chúng tôi, nhưng mà đặc biệt thì có khó đi nữa, Đức Phật là một bậc đại giác thì Ngài cũng đã có một cái câu trả lời rất là hữu hiệu đối với ai mà không có thể chế được cái dục tình khi nó chế ngự ở trong lòng của mình. Thì chúng ta biết rằng là một cái sự ái dục là một cái hoạt động rất là tiềm ẩn ở bên trong, chúng ta không có thấy được, nhưng mà nó có một sức mạnh vô cùng to lớn. Đức Phật dạy chúng ta muốn chế ngự được cái vấn đề đó thì Ngài đã đưa ra những cái điều, những cái việc làm mà nó có thể chế ngự được. Chẳng hạn như chúng ta biết rằng là nếu chúng ta ham muốn cái dục lạc, ví dụ như ở thế gian á, thì Đức Phật không phải là cấm hẳn cái dục lạc đó, nhưng mà có vợ có chồng không có ham muốn thêm, bởi vì nếu thêm á, thì cái hạnh phúc ở gia đình tan vỡ, nồi bay chảo vỡ rồi tivi cũng bay luôn. Hồi trước kia thì trao cho cái nhẫn, nhưng mà bây giờ thì trao cả guốc cả dép luôn. Thì cái đó Đức Phật đã dạy chúng ta vậy. Và vấn đề thứ hai nữa thì Ngài dạy như thế này: thế nhân nhân dục sát thân vong gia, xuất tục vi tăng khở khả cánh phạm. Cái người đời kia mà khi họ phạm vào những cái điều sắc giới đó thì coi như nhà cửa cũng bị tan tác, rồi là gia đình cũng bất hạnh phúc. Rõ ràng là chúng ta thấy hiển hiện trước mắt rất là nhiều, chứ không phải là một. Nếu mà chúng ta nói về cái tích xưa, chẳng hạn như vua Trụ, vua Kiệt, vân vân, cũng do cái sắc dục mà ra. Rồi nói về trong cái tam quốc chí đó, thì chúng ta thấy rằng là vì cái sắc đẹp của Điêu Thiền, cho nên là Lữ Bố hoặc là Đổng Trác cũng phải mất mạng. Và chúng ta thấy rằng là vì cái sắc đẹp của Tây Thi cho nên Phù Sai cũng mất nước, mất thắng. Đó, rõ ràng cái lịch sử đã chứng minh như vậy. Và Đức Phật dạy chúng ta bây giờ cái đó là lịch sử, nhưng mà cái thực tại chúng ta phải quan sát như thế nào. Chúng ta phải dứt trừ, phải chế ngự xấu căn, chúng ta đừng có như lấy đá đè cỏ. Như vậy thứ nhất là Đức Phật dạy rằng là nếu người tham cái sắc dục đó thì sẽ mang cái tiếng xấu và sẽ đọa vào ác đạo. Ngay trong hiện tại thì bị đọa ác đạo, và rõ ràng như vậy. Nếu một người mà hiếp dâm một người khác, hay là người ta bị kiện tụng đem cái ADN ra, thì rõ ràng là bị tù tội và bị mất nhà, rõ ràng như vậy. Và thứ đến nữa thì Ngài dạy rằng là cái tật bệnh này dễ dàng và sanh ra cái thù hận. Và cái điều đó như chúng tôi đã trình bày rồi, nhưng mà đặc biệt Đức Phật dạy chúng ta nếu muốn chế ngự được cái điều đó một cách căn bản hữu hiệu thì chúng ta phải quán bất tịnh để trừ đi cái sự ham muốn của ái dục. Cái quán bất tịnh đó tức là chúng ta gồm có 5 cái điều quán. Một là quán cái chủng tử bất tịnh. Cái chủng tử bất tịnh của chúng ta khi mà chúng ta được cái thân của mình này, chúng ta muốn làm thân người nam người nữ cho nên mới sanh vào trong bụng mẹ đó. Chúng ta bào thai vào, đầu thai vào trong cái bụng mẹ bởi vì do cái sự ham muốn của chúng ta. Đó là cái chủng tử bất tịnh rồi. Và thứ hai là trụ xứ bất tịnh, khi chúng ta ở trong thai mẹ là cái chỗ nhơ nhớp, không có đâu cái chỗ nào mà sạch sẽ cả. Đó là vấn đề thứ hai. Và thứ ba là khi chúng ta sanh ra thì cái tướng của chúng ta cũng đã là bất tịnh rồi, hôi nhơ đủ thứ. Rồi thứ tư là cái tử thể bất tịnh trong cái thân của chúng ta, nào là chín cái lỗ, nào là mắt, tai, mũi, lưỡi, miệng, vân vân, nó cũng chảy ra tất cả những cái sự hôi dơ hàng ngày nếu chúng ta không có súc rửa sạch như vậy. Và coi như chung cánh bất tịnh, khi chúng ta chết đi chỉ 1-2 ngày thì không có ai mà dám lại, rồi hôi tanh, rồi ít ngày nữa thì thúi hôi còn cái bộ xương trắng. Chúng ta quan sát như vậy. Và chúng ta nhớ rằng có một câu chuyện như thế này. Về cái khi mà cái bà Ma Thân Già đó, bà thấy Ngài A Nan rất là đẹp trai cho nên bà rất là thương. Lúc bây giờ
bà có một cái câu thần chú, bà mua cái câu thần chú để bà về bà đọc, và ngài A Nan bị mê mẩn trong cái câu thần chú đó và theo bà ta về nhà. Và lúc bây giờ bà sửa, nghĩa là phá hỏi cái giới thanh tịnh của ngài A Nan, thì lúc bây giờ Đức Phật sang ngài Văn Thù đem một cái thần chú Lăng Nghiêm tới để nói và cứu ngài A Nan về. Thì lúc bây giờ bà tức quá, bà chạy theo ngài A Nan về tới cái tịnh xá với Đức Phật, và Đức Phật hỏi chứ bây giờ nào này cô Ma Thanh Già, cô thương ngã nan vậy thì cô thương chỗ nào? Nói giờ thương mắt. Đức Phật nói thôi được rồi, để tôi móc mắt ngã nan cho bà. Nói ôi chớ chớ, đừng đừng có làm nhái, móc mắt ra thì tôi còn gì đâu nữa. Nói thì mũi, ngài nói xẻo mũi thôi cho bà. Bà cũng không chịu. Tai thì bà cũng không chịu, cái nào bà cũng không chịu hết. Chúng ta thấy cái quán cái bất tịnh như vậy, khi mỗi khi nó hợp lại chúng ta thấy nó đẹp đẽ, nhưng một lúc nào nó bị một cái hoàn cảnh, một bị tai nạn nào đó, nó rời một cái vật trong cái thân của chúng ta ra ngoài thì đâu có thấy đẹp nữa. Thì đây là chúng tôi chỉ trình bày một phần nhỏ của cái quán bất tịnh để mà đối đãi với cái sự ham muốn của một con người đó thôi. Thí dụ như bây giờ chúng ta đau bệnh, con người đó lúc đó đương thấy đẹp đó, nhưng mà họ nghe nó họ bị bệnh gì đó thì đặc lẽ lo tránh xa liền, cho nên chỉ cái ham muốn trong cái chất chốc thờ đó thôi. Mà Đức Phật dạy rằng là nhiên tắc nhất kỳ sáng lạc, bất tri lạc thị khổ nhân. Chỉ có một phút ưa muốn và ham vui đó, nhưng mà chúng ta không biết rằng là đây là cái nhân của cái khổ của đời sau, cho nên chúng ta cần phải chấm dứt. Mà muốn chấm dứt như vậy thì chúng ta phải quán sát và quán cái bất tịnh đó. Như những cái vấn đề tôi nói thì trình bày về cái tội phước, rồi về cái tội phước và cái sự thù hận, rồi cái bệnh tật là ngay trong hiện tại. Nhưng mà sâu xa hơn nữa thì chúng ta nên quán cái thân bất tịnh, nó sẽ diệt trừ được tất cả những cái ái dục, cái sự ham muốn đối với những cái đối tượng với mình. Dạ A Di Đà Phật. Thưa thầy, thì người tất hồi nãy giờ chúng ta cũng thảo luận và thấy là cái nguy hại của cái vấn đề ái dục nó như vậy đó. Thế nhưng mà trên thế gian này người ta vẫn có những người vẫn cứ theo đuổi cái sự mê muội về vấn đề ái dục, cũng giống như là ta biết uống rượu thì sẽ nguy hiểm thế này, nhưng mà người uống rượu vẫn còn nhiều, người hút thuốc phiện hay là xì ke vân vân. Thì theo như thầy, nó có một cái lý do gì mà để cho con người ta vẫn không có lánh xa được cái nguy hiểm đó? Thì bây giờ lên một cái câu hỏi này rất là khó, khó hơn những cái câu hỏi khác nữa. Tại sao tức là con người lại đắm nhiễm về cái vấn đề sắc dục như vậy? Biết là có hại mà biết có hại, vẫn làm theo thôi thầy. Biết có hại mà vẫn làm theo. Như vậy thì chúng ta biết rằng là bởi vì những cái người đó họ không có một cái trí tuệ sáng suốt, thiếu đi cái trí tuệ sáng suốt để nhận lĩnh đâu là một cái việc đúng và đâu là một cái việc sai. Và đặc biệt á, là họ không có thấy được cái nhân và cái quả. Đức Phật thì thấy xa hơn, ngài thấy xa hơn, cho nên chúng ta thường nghe trong kinh á, tức là Bồ Tát thì sợ nhân mà chúng sanh thì sợ quả. Khi á mà một người vợ hay một người chồng nào đó bị người ta đâm, ta chém, người ta tạt axit rồi á, thì nói tại sao trời ơi, tại sao tôi phải thế này, tại sao tôi phải thế khác. Họ không có tin nhân quả thì chừng đó họ mới thấy được. Còn khi kia họ nghe á, thì họ không bao giờ họ sợ, bởi vì họ chưa thấy được trước mắt là do cái từ đâu mà nó có. Một là cái sự ham muốn, muốn thỏa mãn cho cái cá nhân, không có vì tha nhân. Nếu vì tha nhân á, thí dụ như một người nào đó đã có vợ có chồng thì họ vì tha nhân, vì cái hạnh phúc đẹp. Thí dụ như mình á, là mình thống độc thân thì mình muốn rủ rê người ta cũng được, nhưng mà mình vì tha nhân á, vì cái hạnh phúc của gia đình người ta đứng đẹp, vì con cái người ta không có muốn làm, nghĩa là chia ương rẻ thí, thì chúng ta vì cái tha nhân đó. Cho nên học cái sự từ tâm của Đức Phật, vị tha như vậy thì chúng ta biết rằng là cái hạnh phúc có giá trị được là do cái sự kiềm chế của mình. Nếu mà chúng ta không có kiềm chế được thì dễ dàng nó sẽ bộc phát những cái ham muốn, và cái bộc phát ham muốn đó nó sẽ dẫn đến cái tai hại mà cái người đó, tức là như hồi nãy chúng tôi nói, tức là vì cái ham vui một chút không biết rằng đây là cái nhân của khổ, mà cái không biết đó là do cái thiếu cái trí tuệ, thiếu cái nhận định sâu xa, không có nghĩ đến một cái kết quả sâu xa, mà họ chỉ ham muốn theo một cái phút chốc nào đó, cho nên họ quên
cái hậu quả sẽ dẫn đến một cái tác hại cho bản thân, rồi cho gia đình của mình, gia đình của người. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta phải có một cái tấm lòng vị tha, và đặc biệt nhất là phải quan sát về cái đau khổ và cái kết quả cuối cùng khi chúng ta nhận được đó. Thì đó là cái điều mà tại sao mà những người đó họ ham muốn như vậy, là do họ không biết. Do không biết cho nên Đức Phật mới dạy cho chúng ta. Nếu mà tất cả mọi người đều biết được cái sự tệ hại và cái sự khổ đau của sự sát dục, chắc chắn là họ không làm. Cho nên chúng ta biết rằng là không biết, cho nên Đức Phật mới từ bi dạy cho tất cả chúng sanh phải biết về cái tệ hại của cái sự sát dục. Dạ, xin cảm ơn thầy ạ. Dạ, vì thời giờ đã hết. Dạ, xin thầy gửi lời chào tạm biệt đến quý vị khán thính giả. Dạ, xin cảm ơn tất cả quý vị khán thính giả của chương trình Hướng đến Cứu Cánh. Và chúng tôi hy vọng rằng những cái lời dạy của Đức Phật sẽ đem lại cái sự hữu ích cho bản thân của những ai mà đã thực hành lời Phật dạy. Và chắc chắn rằng nó sẽ đem lại cái hạnh phúc cho gia đình mình và cho gia đình người. Và chúng tôi cũng khẳng định rằng nó sẽ mang lại cái sự an ổn cho xã hội và cho cái thế giới ngày nay. Xin nguyện cầu hồng ân của Đức Phật ban ơn và gia hộ cho tất cả quý vị được vạn sự cát tường và luôn luôn sống đúng với chánh pháp. Xin cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi, và đặc biệt là cảm ơn bác Nhật Tạng và cô Diệu Hạnh trong chương trình hôm nay. Dạ, xin cảm ơn thầy ạ. Dạ, chúc mừng bác Nhật Tạng. Vâng, trước khi Nhật Tạng gửi lời chào tạm biệt quý khán thính giả của đài, chúng tôi có một cái thông báo nhỏ, đó là hiện nay tại chùa Điều Ngự vào mỗi chiều Chủ Nhật và từ 3 tới đến 6 giờ có một cái vị thầy của người Đại Hàn đến giúp để châm cứu miễn phí cho bà con của chúng ta. Vậy thì quý vị nào có nhu cầu châm cứu xin liên lạc với chùa Điều Ngự, mà số điện thoại sẽ do cô Diệu Hạnh thông báo vào mỗi chiều Chủ Nhật. Dạ, Diệu Hạnh xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Sống Đúng Chánh Pháp. Mọi thắc mắc về đời sống tâm linh, xin quý vị liên lạc về chùa Điều Ngự ở số 714-890-9513, 714-890-9513 và chùa Diệu Pháp ở số 626-614-0566, 626-614-0566. Và xin hẹn gặp lại quý vị vào thứ Ba lúc 4 giờ và thứ Bảy lúc 2 giờ chiều. Xin chúc quý vị được vô lượng an lạc, phước huệ trang nghiêm. Xin chào tạm biệt quý vị. A Di Đà Phật. Dạ, chào thầy.